Vâng, em xin kính chào tất cả các bác. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh Điện Máy Việt Nhật. Và hôm nay em sẽ làm một cái video để phân tích về những cái tính năng nổi trội của dòng máy Yamasu S500 siêu sáng và giải đáp một số câu hỏi cũng như một số cái thắc mắc của các bác thợ về những cái tính năng đặc biệt của cái dòng máy này. Và sản phẩm thì nó cũng được khá là nhiều ưa chuộng và tin tưởng sử dụng. Đấy, nhưng mà còn một số cái tính năng nữa thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu sâu hơn về nó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cái tính năng đấy của máy nhé bác. Rồi, đây trên bàn em, hiện tại đây là cái dòng máy Yamasu siêu sáng S500. Nó được sử dụng cái dòng bóng LED siêu sáng nhé bác nhé. Đó, dòng bóng LED siêu sáng. Và nó có những cái tính năng rất là đặc biệt, đó chính là cái tính năng giảm cường độ ánh sáng. Giảm cường độ ánh sáng để chúng ta có thể làm trong nhà và ngoài trời. Khi chúng ta làm ngoài trời thì chúng ta có thể là tăng cái cường độ ánh sáng lên để chúng ta làm một số việc như ví dụ như là dựng cột này, lên tường này, chúng ta bắn cốt nền này nhá. Rồi, đó thì là những cái tính năng nổi trội của một con máy. Và đi kèm theo máy thì nó vẫn sẽ có những cái phụ kiện đây. Ví dụ là cái sạc pin này, cái khay cài đựng pin tiểu. Và dòng pin của nó là dòng pin cell cài. Đó, dòng pin cell cài và với dung lượng là 4400mAh các bác nhé. Kèm theo đó chính là cái điều khiển của từ xa, cho các bác nào mà để máy từ xa thì chúng ta có thể điều khiển được các bác nhé. Và cái sản phẩm máy cân bằng laser của bên em thì là đều được bảo hành là 12 tháng theo tiêu chuẩn của công ty với bất kỳ một lỗi nào do nhà sản xuất. Và đây là cái phiếu bảo hành của bên công ty. Và một số bác có phân vân thắc mắc là khi cái phiếu bảo hành này anh lỡ làm hỏng, làm mất thì như thế nào? Thì các bác yên tâm cái điều đó nhé. Khi các bác mua máy bên em á, tất cả các máy thì nó đã có số lô thứ tự rồi. Và khi trước khi giao cho khách thì bên em đều nhập vào máy tính. Và bên em bảo hành bằng điện tử cho các bác nhé. Bên anh em bảo hành bằng điện tử cho các bác. Nên các bác có làm mất cái phiếu bảo hành này thì cũng không sao hết các bác nhé. Đó, chúng em sẽ dựa vào cái ngày mà giao cho khách hàng là bên em đã lưu trên chữ trên máy tính rồi. Nên là các bác yên tâm, mất cũng không sao các bác nhé. Đó, mất bên em vẫn tra ra cái số qua series của máy và bên em tên khách hàng, đó số điện thoại và tên khách hàng. Đó thì nó sẽ ra cái ngày khách mua máy và bên em sẽ bảo hành cho khách nhé. Và bên em một cái điều nữa đó chính là bên em cũng nhận sửa chữa cái dòng máy cân bằng laser này khi hết bảo hành các bác nhé. Khi hết bảo hành thì bên em cũng sẽ hỗ trợ cho khách sửa chữa máy nên các bác yên tâm nhé. Đó, để cho các bác sử dụng. Rồi một cái điều nữa và hôm nay em ra xin giới thiệu luôn là bên em hiện tại đang có chương trình là hỗ trợ khách hàng. Hỗ trợ khách hàng sử dụng cái dòng pin này. Đó, bên em mới nhập về một lô pin có dung lượng của nó lại còn gấp đôi cái dòng pin này. Đấy, gấp đôi cái pin cũ của nó các bác nhé. Đó chính là cái dòng pin là với dung lượng là 8000mAh. Và bên cạnh đó thì là cái pin này nó có cả là báo đồng hồ các bác nhé. Đấy, pin có cả chế độ báo đồng hồ là báo cái dung lượng của pin. Thì một số bác thợ là cũng rất thích cái tính năng này, là có thể là xem được pin lúc nào nó sắp hết để chúng ta có thể là sạc các bác nhé. Đấy thì pin đi theo máy của nó là pin 4400mAh. Nhưng bên em sẽ hỗ trợ cho các bác đổi sang cái dòng pin lớn hơn là pin dung lượng gấp đôi 8000mAh. Đó nha các bác nhé. Nếu bác nào có nhu cầu, đó, các bác có nhu cầu đổi thì bên em sẽ hỗ trợ cho các bác đổi nhé các bác nhé. Đó, đổi sang cái dòng pin cell lớn hơn 8000, dung lượng 8000 thì tất nhiên là nó sẽ dùng lâu hơn rồi. Vì cái sản phẩm máy này nó sử dụng cái dòng bóng LED nên là nó cũng phải tiêu hao cái năng lượng của pin rất là lớn. Nên là nhà máy đã phải sản xuất cái dòng pin là 4400mAh rồi. Nhưng bên đó thì bên em sẽ lại là nhập thêm một cái dòng pin nữa, đó là cái dung lượng nó lớn hơn đến gấp đôi, đó chính là 8000mAh. Đó thì là nó sẽ có những cái tính năng ví dụ có đồng hồ báo pin này, dung lượng lớn hơn. Đó, và cái chân cài của nó thì vẫn như cái chân cài bình thường các bác nhé. Đấy, đều cắm vào được tất cả nhé. Đó, đều cắm vào thoải mái luôn nhé, không lo nhé. Đó, bác nào có nhu cầu đổi sang thì bên em sẽ hỗ trợ cho các bác đổi nhé. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ bật lên đi. Rồi bây giờ thì em sẽ dùng luôn thử cái quả pin cài này nhé, để chúng ta xem. Đấy, pin cài thì đây, chúng ta nó sẽ có cái đồng hồ báo pin này. Bây giờ em bật máy lên nhé.
Đây, cái này các bác có thể thấy, em có kia lại một chút nữa để chúng ta nhìn cái nhìn thấy không? Ok, đó. Đây này, chúng ta có thể nhìn thấy dung lượng của pin này là chúng ta biết lúc nào pin hết nha các bác nhé, để chúng ta sạc cho nó chủ động các bác nhé. Cái này là rất là hay luôn. Đấy, ngoài cái dung lượng lớn thì nó còn kèm theo cái đồng hồ báo pin, rất là hay đúng không ạ? Rồi, ok, chúng ta chuyển sang cái vấn đề khác. Chúng ta dừng cái vấn đề pin ở đây và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái vấn đề khác, đó chính là cái vấn đề về cái con máy S500 này. Hiện tại trên thị trường thì nếu mà để nói thì là nó là một dòng máy rất được ưa chuộng và được những đánh giá tích cực từ các bác thợ rất là tốt. Đó, thì con máy này là chuyên sử dụng để chúng ta làm ngoài trời. Làm ngoài trời tốt và làm trong nhà thì như thế nào? Làm trong nhà chúng ta sẽ làm thế nào để cho cái tia của nó mảnh đi để chúng ta lát gạch chẳng hạn. Đấy, chúng ta làm lát gạch hoặc là chúng ta làm một cái gì đó mà cần cái đường chỉ của nó nhỏ. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái tính năng đấy luôn các bác nhé. Ok, bây giờ chúng ta nhìn ra phía sau của em đây. Đây, hiện tại đây là cái tia của nó nhé. Bây giờ em tắt đi, em bật lại này. Đó, rồi, đây là cái tia của nó nhé. Vốn là rất là sáng rồi. Chúng ta có thể, một là chúng ta dùng cái điều khiển từ xa này. Đó, một là chúng ta dùng cái điều khiển từ xa này để chúng ta điều chỉnh cường độ ánh sáng của nó. Hai, chúng ta có thể điều chỉnh trực tiếp trên cái bàn phím của nó. Phím của nó là phím cơ nên rất là bền các bác nhé. Phím cơ nổi, rất là bền luôn. Đó, và chúng ta bật cái tia đứng của nó lên này. Đấy, các bác thấy chưa? Đây, tia của nó thì cực là sáng. Đấy, con này thì các bác làm ngoài trời, trời nắng thoải mái các bác nhé. Làm ngoài trời nắng thoải mái, nắng to làm thoải mái nhé. Dựng cột lên tường thoải mái các bác nhé. Ok, bây giờ chúng ta làm ngoài trời đúng không? Đó, một số bác cần cái điểm chấm này, đúng không? Cái tâm tròn của nó để các bác lấy cốt đúng không ạ? Lấy cốt thì các bác yên tâm, đã có cái video, em đã làm video là em đã test của nó ngoài trời và của nó chiếu xa đến 100m các bác nhé. Nếu các bác lấy nguyên cái tâm tròn này thì cái nó chiếu xa đến 100m. Các bác cứ thoải mái, các bác cứ test thử khi nhận được máy, các bác cứ test thử thoải mái nhé. Xem em nói có đúng không 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 nhá. Đó, nếu mà các bác lấy cái tâm tròn này. Đấy, còn cái tia ngang của nó thì tầm 15m đổ lại các bác nhá. Tia ngang của nó 15m đổ lại. Đó, ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta làm ngoài trời thì chúng ta cần ánh sáng đúng không? Cần sáng thì con này vốn sinh ra để làm ngoài trời, nhưng làm trong nhà thì cũng rất là ok. Bên cạnh đó chúng ta có cái điều khiển từ xa. Chúng ta có thể giảm cái cường độ ánh sáng của nó xuống. Bây giờ em sẽ giảm xuống nhá, để xem cái tia nó có mảnh hay không bác nhá. Đấy, ở nhà, trong thì nhà thì nó cũng khá là mảnh rồi. Đó, cái tia của nó, cái này thì nó cũng rất là hẹp thôi. Đó nhá, bây giờ thì em sẽ giảm cái ánh sáng của nó xuống để xem cái tia của nó mảnh lại này. Đó, chúng ta bấm nút V. Đó, bấm tia V và giữ các bác nhá. Đó, chúng ta sẽ nhìn thấy đây. Tia nó đã mảnh lại rồi nhá các bác nhá. Đó, tia của nó đã mảnh lại rồi. Được chưa? À, các bác nhìn thấy chưa? Tia rất là mảnh luôn nhá, rất là nhỏ luôn nhá. Đó, để chúng ta làm trong nhà, chúng ta lát gạch hoặc là chúng ta cần một cái làm một cái gì đấy mà cho đường chỉ của nó mỏng thì chúng ta hãy nên giảm cái cường độ ánh sáng của nó xuống. Đây là một chức năng rất là hay. Đấy, một cái tính năng rất là hay các bác nhá, mà em mỗi khi em hỗ trợ tư vấn cho các bác thợ thì em đều nói là bây giờ bác làm công việc ngoài trời nhiều hay làm trong nhà nhiều thì để em tư vấn hỗ trợ cho các bác lựa chọn cái sản phẩm tốt để các bác làm. Đó, thì khi chúng ta làm ngoài trời chúng ta nên sử dụng con S500 này các bác nhé. Đó, S500 sử dụng cái dòng bóng siêu sáng đúng không ạ? Bảo hành bên em thì bảo hành điện tử rồi thì các bác yên tâm, và bảo hành cho các bác đến tận 12 tháng đúng không? Bảo hành 12 tháng với bất kỳ một lỗi nào do nhà sản xuất, sau bảo hành đó chính là cái hậu mãi, hết thời gian bảo hành bên em vẫn nhận sửa chữa cho các bác. Và đấy, cái tia của nó thì là cực kỳ sáng rồi đúng không? Đấy, em tăng nó lên này. Đó, tia ánh sáng lên đây, 5-4 tia đứng của nó nhá. Đó, đúng chưa? Rồi, ok. Đó, những tính năng của nó rất là hay luôn đấy các bác nhá. Đó, thì là hôm nay em ra giới thiệu đến các bác là những cái tính năng. Đó, những cái tính năng của nó là như vậy. Đấy, là cái con dòng máy Yamasu S500 này. Vâng, và một số bác hỏi như thế này nữa, làm thế nào để biết được máy có phải là hàng hãng hay là hàng của công ty hay không? Thì tất cả mọi video em đều có giới thiệu cho các bác là những cái dấu hiệu nhận biết hàng công ty. Thì hôm nay em lại giới thiệu thêm một lần nữa, đó chính là đây, các bác chú ý nhá. Đây, hàng công ty đây. Thì là nó sẽ đây, trên chân của máy này, đó, có logo của công ty này và được khắc nổi các bác nhá, không thể xóa được nhá. Đấy, phía sau máy này nhá. Phía sau máy có tên công ty Yamasu, được chưa?
Đó, số lô số máy đây nhá các bác nhá. Đó. Đây là phía trước này và mã QR code này các bác nhá, mã QR code này các bác có thể quét nhá. Ok. Đó. Và hôm nay thì em cũng chỉ giới thiệu về những cái tính năng, một số cái tính năng. Thực ra thì những cái tính năng này thì cũng khá là nhiều người biết, còn có những bác còn vẫn chưa biết. Thì hôm nay là em muốn giới thiệu đến các bác là để về những cái tính năng đấy và giải đáp những cái thắc mắc của các bác về cái vấn đề bảo hành hoặc là về các cái vấn đề khác. Và bên cạnh đó thì bên em cũng giới thiệu là để cho các bác là hỗ trợ cho các bác có thể sở hữu hoặc là sử dụng những cái dòng pin sale lớn hơn, gấp đôi cái dòng pin đi theo máy. Đó, thì bên em sẽ hỗ trợ cho các bác nhé. Đó, bên em sẽ hỗ trợ cho các bác là để có bác có thể là xem được, đúng không? Là có thể sử dụng được. Đấy, sử dụng được cái dòng pin này. Vâng, và hôm nay nữa thì bên cạnh đấy thì bên em sẽ có một cái phần quà cho các bác như thế này. Nếu mà đây không phải là cũng là một lời kêu gọi nhé các bác nhé. Đó, đấy là trong cái video ngày hôm nay, nếu bác nào đặt hàng trong ngày hôm nay đấy, hoặc là một điều nữa, nếu các bác có thể là đăng ký kênh cho em đấy, đăng ký kênh cho em. Nếu bác nào mỗi lần mua hàng mà bảo anh đăng ký kênh cho em rồi thì em sẽ tặng cho các bác 50.000 tiền mặt hoặc là một phần quà trị giá 120.000 đồng nha các bác nhé. Một phần quà trị giá 120.000 đồng hoặc là 50.000 tiền mặt. Đó, nếu các bác đăng ký kênh giúp em nha các bác nhé. Đăng ký kênh ở đây thì thế nào nó cũng không làm phiền các bác đâu, mà nó chỉ thông báo cho các bác là khi em ra một cái video hoặc là một cái sản phẩm mới thì các bác, nó sẽ báo cho các bác để các bác có thể xem cái sản phẩm đấy. Biết đâu các bác lại cần, đúng không ạ? Đó, biết đâu hôm nay mình chưa cần nhưng biết đâu ngày mai mình cần, thì mình đăng ký rồi thì mình tìm cái sản phẩm đấy nó rất là dễ. Ok các bác nhé. Đó, thì video ngày hôm nay em cũng chỉ nói ngắn gọn như vậy thôi, với một số cái tính năng nổi bật của con máy, cũng như là giới thiệu đến các bác một dòng pin có dung lượng lớn hơn đấy, và có những cái tính năng về cái dòng pin đấy. Có đồng hồ rồi là để chúng ta biết được lúc nào pin nó hết để chúng ta sạc, đúng không ạ? Và bên em sẽ hỗ trợ cho các bác nào muốn đổi sang cái dòng pin dung lượng lớn hơn để sử dụng thì bên em sẽ hỗ trợ cho các bác nhé. Ok, và các bác đừng quên khi sau xem xong video này thì chúng ta hãy giúp em đăng ký kênh để có thể là chia sẻ cho nhiều người biết hơn các bác nhé. Vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều. Và bác nào quan tâm đến dòng sản phẩm máy cân bằng laser Yamazu S500 bên em sử dụng cái dòng bóng siêu sáng, cũng như là dòng pin pin cài, pin xeo cài, dòng pin có đồng hồ với dung lượng cực lớn 8.000 mAh, thì vui lòng liên hệ em qua số điện thoại hoặc Zalo 0982051388. Vâng, các bác gọi điện đến số điện thoại đấy hoặc là Zalo đấy thì em sẽ trực tiếp hỗ trợ tư vấn cho các bác một cái sản phẩm nào đó, nó tốt cho cái công việc của các bác nhé. Đấy, nó phù hợp với cái công việc của các bác và phù hợp với cái giá thành nha các bác. Đấy, không nhất thiết, ví dụ chúng ta làm trong nhà thì không nhất thiết phải sử dụng con siêu sáng này. Đấy, mà khi chúng ta làm ngoài trời thì chúng ta nên sử dụng các bác nhé. Đấy, nên là em sẽ hỗ trợ tư vấn làm sao cho các bác có được những cái sản phẩm nhé, sản phẩm sử dụng tốt nhất với công việc của mình. Vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều đã xem video của em và nhớ ủng hộ em, đăng ký kênh giúp em nhé. Vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại các bác ở những cái video sau. Cảm ơn các bác. Vâng, xin chào các bác.